Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một người con gái xinh đẹp, thuộc giới siêu giàu và là tinh hoa của xã hội, từng đi du học, dành phần lớn thời gian để mua sắm hàng hiệu và nhâm nhi cà phê ở những nhà hàng 5 sao, lại xuống tay tẩm cyanua vào ly cà phê của người bạn gái thân thiết? Đó thì là câu chuyện về Jessica Wilson, con gái của vua nhựa Indonesia, và sự điên tình của một cô gái trẻ có tâm lý đầy bất ổn. Cái điều đáng cay là nạn nhân vừa mới kết hôn được 2 tháng, đang ngập tràn trong men say của tình yêu. Hung thủ thì lại luôn nở nụ cười đáng sợ bất kỳ khi nào xuất hiện trước tòa. Vậy điều gì xảy ra? Lý do là gì? Và phán quyết cuối cùng của một trong những vụ án chấn động cả xã hội Indonesia là như thế nào? Kính mời các bạn hãy cùng đảo kinh dị trà án. Jessica Kumala Gongser sinh năm 1988 tại Jakarta, Indonesia, trong một gia đình siêu giàu. Gia đình cô xíu một doanh nghiệp kinh doanh nhựa nhập khẩu. Trên thực tế, họ được coi là nhà phân phối nhựa lớn nhất của nước Úc. Cô thì là một con út trong 3 người con của vua nhựa Gwinadi Wangson và được biết đến là một đứa trẻ vô cùng dè dặt. Sau khi hoàn thành bậc trung học vào năm 2008, Jessica theo gia đình đến Úc và học trường cao đẳng ở Sydney. Tại đây thì cô đã gặp được Mina Salihin và hai người trở thành bạn bè thân thiết, hội chị em bạn gì. Cuối năm 2015, Jessica quyết định quay trở lại Jakarta để tìm việc làm liên quan đến chuyên ngành thiết kế. Ly cà phê tẩm độc. Quay ngược thời gian trở về ngày 6 tháng 1 năm 2016, Jessica mời bạn bè, bao gồm cả Mina Salihin, đi uống nước tại quán cà phê Oliver ở trung tâm thương mại Grand Indonesia, Jakarta. Jessica đến sớm hơn so với giờ hẹn, gọi hai ly cocktail và một ly cà phê đá Việt Nam, chọn ngồi ở một chiếc bàn mà camera giám sát không hề thấy rõ. Sau khi đồ uống được mang ra bàn, Jessica đã đặt một số túi mua hàng ở ngay trên bàn. Khi Mina và một người bạn khác tên là Hani đến, Jessica mới mời Mina uống ly cà phê mà cô đã gọi vào khoảng 1 giờ trước đó. Đây là cà phê của cậu đó, Mê. Cậu từng bảo rằng muốn uống nó mà, cà phê sữa đá của Việt Nam đó, Jessica mới nói. Ngay khi mà Mina nhấp một ngụm cà phê, cô ấy phàn nàn rằng vị cà phê đá thật là kinh khủng. Cô mới bảo người bạn Hani nếm thử, và Hani thì chỉ nhúng đầu ống hút vào cà phê và liếm đầu ống hút mà thôi. Cô gái này cũng đồng ý rằng vị của cà phê sữa rất là lạ. Mina sau đó quay sang Jessica và nói rằng Jessica nên thử đi, nhưng mà cô ta đã từ chối. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Mina đột nhiên ngửa đầu ra sau, lên cơn co giật và bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau đó, cô gái đáng thương gục xuống và bất tỉnh. Mina được xe cấp cứu chở đến bệnh viện địa phương nhưng mà đã ra đi trong vòng 1 giờ sau khi uống ly cà phê. Dựa trên kết quả khám nghiệm, cảnh sát Indonesia cho biết cyanua được tìm thấy cả trong ly cà phê đá Việt Nam lẫn trong dạ dày của Mina. Gia đình và bạn bè của Mina bàng hoàng sau cái chết đột ngột của cô gái. Cách đó mới 2 tháng mà thôi, nạn nhân vừa mới tổ chức đám cưới. Hung thủ không ngờ. Cảnh sát mới đưa Jessica vào danh sách nghi phạm đầu tiên vì những biểu hiện đáng ngờ của cô ta. Trong cái đoạn phim CCTV quay được tại quán cà phê, Jessica đến quán sớm vài giờ, gọi cà phê trước cả 1 giờ và đặt những chiếc túi lên bàn nhằm che khuất tầm quan sát của camera và giảm sự chú ý của mọi người. Khi mà cái sự việc xảy ra, mọi người đang còn khóc lóc la hét và lao vào giúp Mina. Còn Jessica khi đó vô cùng bình thản. Phản ứng đầu tiên của cô ta là chất vấn người quản lý, yêu cầu được biết họ đã bỏ thứ gì vào ly cà phê. Người quản lý mới lập tức dặn nhân viên không được đổ ly cà phê của Mina đi và phải niêm phong nó lại. Nhờ vậy thì cảnh sát đã có một bằng chứng chắc chắn. Vũ khí sát hại là một tách cà phê được pha một lượng cyanua đủ gây chết người. Các nhà điều tra không thể nào tìm thấy bằng chứng trực tiếp cho thấy Jessica bỏ cyanua vào cà phê của Mina. Cảnh sát cũng không hề tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về việc Jessica đã từng mua cyanua. Bằng nhiều nỗ lực điều tra của cảnh sát, đến ngày 30 tháng 1 năm 2016, Jessica thì đã bị bắt và bị buộc tội sát hại bạn mình có chủ đích. Cái điều khó hiểu nhất là tại sao Jessica lại ra tay với người bạn thân nhất của mình. Lý do không tưởng. Người ta chia tay nhau thì vì 7 lý do cũng được, nhưng mà chia tay vì lời khuyên của bạn bè thì kết cục là bạn bè lại trở thành người có lỗi. Cái câu tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân nghe tưởng là chỉ có trong phim,
ấy thế mà lại muôn phần đúng. Nhất là trong trường hợp vì lời khuyên của bạn thân mà có một cái kết cục bi đát trong chuyện tình cảm, chia tay bạn trai. Tuy nhiên là việc đầu độc bạn thân chỉ vì vài câu nói như vậy cũng là một điều nhẫn tâm không tưởng tượng được. Quay trở lại vụ án thì theo báo cáo điều tra, lý do đằng sau cái chết của Mina là những lời khuyên về chuyện tình cảm của cô cho bạn thân mình. Trong phiên tòa sơ thẩm thì Jessica đã kể rằng cô bạn thân Mina đã khuyên là nên chia tay với bạn trai do anh chàng này là một người thô lỗ và là một gã nghiện ngập đầy bất hảo. Mina không muốn tôi hẹn hò với một gã tồi tệ như vậy khi anh ta thậm chí còn không có tương lai. Jessica đã nói như vậy tại phiên tòa. Tuy nhiên là không những không cảm ơn cô bạn, mà sau khi nghe lời khuyên của Mina, Jessica trở nên vô cùng là bực tức. Hai người tuyệt giao với nhau hoàn toàn. Mọi chuyện thì trở nên tồi tệ hơn nữa sau khi Jessica cuối cùng cũng thật sự chia tay với bạn trai. Quả thật là một cô tiểu thư nhà giàu đồng đảnh, nhưng mà cũng vô cùng bất ổn về mặt tâm lý. Bằng chứng là ngay sau khi chia tay, Jessica đã có dấu hiệu rối loạn tâm lý đáng lo ngại, và người bạn trai cũ thì là đá thủ kia, thậm chí là phải yêu cầu tòa án ra lệnh Jessica cấm tiếp cận và làm phiền đến anh ta. Chuyện này xảy ra vào tháng 11 năm 2015. Cô tiểu thư mới đáp lại bằng cách dọa tự kết liễu cuộc đời nhiều lần. Bạn nghĩ mà xem, chia tay chán đời ăn ngay một cái chat của tòa án cấm tiếp cận anh chàng người yêu cũ. Nói bị điên thì hơi quá, nhưng mà cái loại rầm rầm ương ương và cái thể loại điên tình này thì lại còn đáng sợ hơn nữa. Khi mà lòng tự tôn của cô tiểu thư nhà giàu bị tổn thương, khi ấy những lời khuyên chia tay năm nào của bạn thân Mina bỗng dội lại ở trong óc. Và đột nhiên cô tiểu thư có một đối tượng hướng đến để trả thù đời. Tất cả chuyện này là do mày, còn bạn thân cố tình bơm đều. Cùng lúc ấy thì cô bạn Mina xinh đẹp và thông minh thì lại vừa có một đám cưới như cổ tích với người bạn trai lâu năm và cuộc sống gần như hoàn hảo. Lòng thù hận, ghen tị, thói điên tình và trên hết là sự ích kỷ nhỏ nhoi đã che mờ đi lý trí, khiến cho Jessica gây ra tội ác, cướp đi mạng sống của người bạn thân. Kết cục cuối cùng. Vụ án của Gonzo nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận khi mà hung thủ giết người đã không những không tỏ ra hối hận mà lại còn cười lớn khi được báo chí và truyền thông hỏi có phải cô là người đã bỏ thuốc độc vào cà phê của bạn thân hay không. Trong ngày xét xử cuối cùng, Jessica Gonzo còn phản cung cho biết là đã nhìn thấy chồng của Mina lén lút gặp người pha chế vào ngày trước đó. Tuy nhiên là cả anh Shomako, chồng của nạn nhân, và nhân viên quán cà phê thì đều phủ nhận cáo buộc này. Dù là không có bằng chứng trực tiếp, nhưng ngày 27 tháng 10 năm 2016, tòa án Jakarta đã khép Jessica Kumala Gonzo vào tội sát hại tính mạng của người khác với mức án là 20 năm tù giam. Vụ án thì đã khép lại, nhưng nỗi đau mà người thân của nạn nhân gánh chịu vẫn chưa thể nào nguôi ngoài. Sau khi bản án ấy được tuyên, Jessica vẫn khẳng định là mình vô tội và xin kháng án, nhưng không hề được chấp thuận. Là một người có quá khứ phức tạp với tâm lý thì bất ổn, nhiều người đặt ra dấu hỏi rằng liệu Jessica khi ở trong tù có nổi loạn hay không. Thế rồi đến ngày 6 tháng 1 năm 2021, tròn 5 năm kể từ khi vụ án xảy ra, truyền thông Indonesia vẫn đưa tin về những người liên quan đến vụ án năm nào, để thấy rõ cuộc sống của họ đã thay đổi ra sao kể từ khi vụ việc khép lại. Jessica ở trong tù có thân hình gầy gò so với trước đây, trở nên trầm lặng hơn, ít nói và thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày. Cô ta cũng không có biểu hiện bất thường đáng lo ngại nào. Trong khi đó thì Shomako, chồng mới cưới của nạn nhân, hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông. Bức ảnh mới đây nhất được người đàn ông này đăng tải trên mạng xã hội là từ tận năm 2017. Trước đó thì người chồng luôn có mặt tại phiên tòa xét xử và rất là hạn chế chia sẻ trên truyền thông. Về phần của Sandy Salihin, chị gái song sinh của nạn nhân, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã đăng tải dòng trạng thái xúc động trên Instagram. Đã 5 năm trôi qua, không một ngày nào chị không nghĩ đến em. Mọi người luôn nhớ về em mãi mãi. Và nếu mọi vụ án bí ẩn luôn là chủ đề thu hút bạn, kính mời các bạn đến với video